Diễm Thi và Kính Hòa kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ ba ngày 9 tháng 4 với một số tin tức đáng chú ý. Công ty Peugeot của Pháp lập xưởng và đại lý tại Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đi Trung Quốc nói chuyện kinh tế và Bắc Hàn. Thưa quý vị, công ty sản xuất ô tô Peugeot của Pháp loan báo đang có kế hoạch trở lại làm ăn ở Việt Nam. Công ty này cho biết đang liên doanh với công ty Việt Nam Thaco tạo dựng một mạng lưới phân phối và sản xuất tại chỗ loại xe Peugeot 408. Theo thông cáo của Peugeot cho hay, công ty sẽ thiết lập 6 đại lý tại Việt Nam, bao gồm 3 đại lý ở miền Bắc, ở quanh Hà Nội và 3 đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống này sẽ mở rộng dần thành 15 đại lý. Hãng xe Peugeot có mặt tại Việt Nam suốt thập niên 1980 trước khi bỏ đi và nay đã trở lại. Kiểu xe Peugeot 408 được chọn chế tạo tại Việt Nam là loại xe du lịch 4 cửa, đã bán được ở Trung Quốc và châu Mỹ Latin. Peugeot dự trù sẽ sản xuất tại Việt Nam 80% lượng xe 408 bán ra trong xứ này. Số liệu của Peugeot cho biết, năm ngoái có 80.000 xe mới đủ loại đã bán được tại Việt Nam. Thị trường xe hơi mới ở Việt Nam được dự kiến sẽ tăng lên 300.000 chiếc vào năm 2020. Peugeot hy vọng chiếm được 5% thị phần này. Các doanh nghiệp Việt Nam đang chờ đợi chính phủ Philippines quyết định có mua gạo do Việt Nam sản xuất hay không. Đã có những thông tin trái ngược nhau về việc các hợp đồng xuất khẩu gạo của chính phủ Việt Nam với Philippines đã được đàm phán xong hay chưa. Tuy nhiên, theo cơ quan dự trữ gạo của Manila, thì lượng gạo dự trữ của Philippines hiện thấp nhất kể từ năm 2008. Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam là Philippines, Indonesia, châu Phi. Tuy nhiên, giá gạo của Việt Nam được xem là rất thấp, chỉ cao hơn gạo của Miến Điện, và chi phí vận chuyển gạo từ Việt Nam lại cao, gây trở ngại nhiều cho ngành nông nghiệp và gạo thương mại của Việt Nam. Phái đoàn chính phủ và chuyên viên Campuchia đã rời Phnom Penh trên đường đến Hà Lan để dự phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp chủ quyền vùng đất chung quanh ngôi đền cổ Pria Vihear với nước láng giềng Thái Lan. Phnom Penh cho hay, phái đoàn do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hồ Nam Hồng hướng dẫn mang theo những bằng chứng lịch sử và pháp lý để nộp cho tòa. Được biết, chỉ trong thời gian từ 15 đến 19 tháng này, tòa sẽ nghe hai phía Phnom Penh và Bangkok trình bày lý lẽ của mình. Đến khoảng cuối năm, tòa sẽ công bố phán quyết cho nước nào làm chủ vùng đất và ngôi đền cổ đang tranh chấp. Thưa quý vị, cuối tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Bắc Kinh để cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc giải quyết những vấn đề quan trọng mà cả hai nước đều quan tâm. Điều này được ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Lục đưa ra trong cuộc họp báo hôm nay. Ông cho biết thêm là ông Kerry sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong 2 ngày, 13 và 14, tức là thứ Bảy và Chủ nhật tới đây. Ông Hồng Lỗi nói thêm là hai bên sẽ trao đổi quan điểm về mối quan hệ song phương, tình hình toàn cầu và những vấn đề đang xảy ra trong khu vực. Theo dự đoán, ông Kerry và các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ bàn thảo với nhau những trở ngại khi trao đổi thương mại, chuyện tỷ giá đồng nhân dân tệ, chuyện tin tặc từ Trung Quốc tấn công trang mạng của chính phủ và các công ty tư nhân Hoa Kỳ, tình hình bán đảo Triều Tiên và những cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với Nhật Bản cũng như một số quốc gia Đông Nam Á. Cũng cần nhắc lại, trong những tuần lễ vừa qua, các viên chức hành pháp và lập pháp Mỹ đều lên tiếng đòi hỏi Bắc Kinh phải có quan điểm cứng rắn hơn với Bắc Hàn. Lại có thêm một người chết vì cúm gia cầm H7N9 ở Thượng Hải. Thông cáo của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, nạn nhân là một người đàn ông 64 tuổi, chết tại bệnh viện. Như vậy, số người chết đã lên tới 7 người trong số 24 ca nhiễm virus H7N9 mà nhà nước Bắc Kinh ghi nhận được. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi sáng hôm qua, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới là ông Michael O'Leary cho hay vẫn chưa tìm được nguồn gốc của chứng bệnh giết người này, nhưng đồng thời cũng báo thêm là không có bằng chứng bệnh truyền từ người sang người. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm Thi và Kính Hòa xin kính chào tạm biệt.